Hay kỳ vậy ta, hẹn hò nhau là phải hẹn cái không gian nó thiệt là lãng mạn. Ai đời là hẹn mình ở ngay chỗ gầm cầu như vậy? Tại sao không có hẹn nhau ở trên cầu, hay là thậm chí có thể là trong cầu mà lại phải là gầm cầu? Có khi nào là vì cái sắc đẹp của mình đẹp quá, người ta hẹn hò mình nơi cái không gian vắng lặng như vậy, rồi người ta hãm hại mình đúng không ta? Trời ơi, tôi sợ quá, tôi sợ quá. Chào chị. Ai đây? Em là Hoa. Hoa công tử. Đúng rồi. Ủa mà em, tại sao không hẹn hò một cái chỗ nào thiệt là lãng mạn mà lại hẹn ở một cái không gian nó vắng vẻ như thế này? Chị sợ quá hả? Chị ơi, hàng ở đây á ít người qua lại, dễ giao dịch chị ơi. Nhắc giao dịch mới nhớ ha, quên hàng đâu, móc hàng ra liền cho tôi. Gì mà liếc quá vậy? Đây chị. Giống cậu hôn tôi quá vậy? Gì vậy? Hàng. Cái gì vậy? Tự nhiên cái giao cho người ta bông mai ngày Tết là gì không? Đây là thiết bị nghe lén qua thính tai đó chị. Hả? Thiết bị nghe lén qua thính tai? Mà sao nó giống như một cái bông hoa giả vậy? Trời ơi, cái thiết bị này phải như thế. Đây nè, chị cầm cái bông hoa nhỏ này, chị gắn vô tai. Chị gắn vô tai. Còn cái bông hoa lớn này, em đính vô tai em. Không, em sẽ nói bằng thiết bị này và chị sẽ nghe được. Thử nha. Chị có nghe em nói không? Chị nghe rất là rõ đó. Chị có nghe em nói không chị? Chị nghe rất là rõ đó. Chị có nghe được rõ không chị? Chị nghe rất rõ em à. Mà chị thấy hình như là tụi mình bị khùng đó em à. Rồi em nghĩ sao đứng cách xa có nửa mét rồi mà kêu rõ không là sao? Được rồi, chị đợi em ha. Chị ơi, em thử thử xem chị nghe được mấy tiếng nha chị. Nghe chưa chị? Chị không có nghe em thở mà chị nghe em rên đúng 3 tiếng. Chị ơi, chị thiệt là đẹp đó chị. Cảm ơn em. Em quá khen à. Mà chị ơi, chị đẹp nhưng mà chị hơi tưng nha chị. Tưng cái đầu cha ông á. Ông nghĩ sao ông nói tôi tưng vậy ông nội? Ông nghĩ sao ông nói tôi tưng vậy? Trời ơi, em thử thôi. Hay quá ta. Nghe rõ không chị? Quá rõ luôn. Good. 5 triệu nha chị. 5 triệu, đây. Rồi, đây, đủ 5 triệu đây. Ủa rồi, cái này là về là nghe rất rõ phải không? Đúng, chị yên tâm. Chị cần có thiết bị này thôi, mọi âm thanh trên thế giới này chị đều nghe hết, kể cả tiếng thở đó chị. Vậy là chị nghe được hết phải đúng không? Rồi, cả trong đêm tĩnh mịch phẳng lặng chị cũng nghe được tiếng gió phải không? Đúng rồi chị. Chị nghe được đến tiếng côn trùng ếch nhái kêu phải không? Đúng luôn chị. Chúc chị may mắn nha chị. Chào chị. Cảm ơn em. Hay quá. Vậy là mình sẽ thành công. Hai đứa nó đi rồi hả? Hả? Đi rồi cũng nói nhỏ nhỏ đâu chứ. Đâu? Bụ bớ nghe lén có chị không? Ôi, cái bụ bối này hả? Chị tuyển hàng dữ lắm mới được cái bụ bối này đó em ơi. Đó, thấy chưa? Qua thính tai đó. Nhìn nó kỳ kỳ vậy. Trời ơi, nhìn nó giống như một bông mai. Nhưng mà không phải em ơi. Rồi cái công dụng của nó rất là tuyệt vời. Đây là cái lỗ tai nhét vô đây để nghe, còn đây là cái máy để nghe lén. Em biết không, cái tiếng động nào nó cũng có thể thu âm để cho mình nghe được. Hay à? Thậm chí tiếng thở nhẹ, tiếng côn trùng, tiếng ruồi, tiếng muỗi, tiếng kiến bò mình cũng nghe được. Cứ thử đi. Trời ơi, đây nè, đây em đeo đi, mình thử cho. Có nghe chị nói rõ không? Nghe. Đó em,
em có nghe chị nói rõ chưa? Nghe. Em có nghe chị nói rõ hơn không? Nghe, chị đứng cấp anh em mà. Ờ, chắc chắc, vậy hả? Thôi, để đây chị thí nghiệm lại nha. Em đứng đây nha, chị chui vô phòng chị nha. Chị thở, nhưng nghe cơ thử chị thở mấy tiếng nha. Em đợi chị chút. Nghe không? Nghe rõ không? Nghe gì đâu. Trời, không nghe gì hả? Không. Trời, chị thở như trâu, chị thở mấy tiếng mà không nghe hả? Nghe, không có nghe được gì hết trơn á. Coi con, bà mua đồ giả tôi biết. Ủa sao kỳ vậy? Mấy nãy cái máy nó có đèn chớp chớp, sao giờ không thấy chớp chớp đâu nữa vậy trời? Chị nghe thử coi. Để đây, chị nghe coi. Em nói coi chị nghe không? Nghe không? Có nói gì đâu nghe. Đó đi chưa, chị mua trúng đồ dởm rồi đi chưa? Chết rồi, bây giờ này mua ở đâu? Trời ơi, chị mua ở trên mạng nè. Mạng nào? Trời ơi, của cái gì qua công tử đó. Đi lên nó đòi lại tiền cho em nhá. Nó bán livestream nè. Trời ơi, chị tình cái thằng này giờ không biết sao đây nữa nè. Ây da. Chết rồi em ơi. Sao? Chị vô cái Facebook nó lại. Sao tự nhiên này nó lóc. Nó lóc nó anh fan gì ra rồi cưng. Thấy chưa, chị bị lừa đó. Ghê. Giờ sao? Bây giờ sao giờ biết? Dục giờ? Nó đi. Trời ơi chị, dục nó đi hả? Dù bu quá. À, anh Tommy. Hả? Em vừa nghĩ ra ý tưởng này cho ngày khai trương mình. Đảm bảo khách hàng sẽ rất là thích luôn. Ý tưởng hả? Ý tưởng ngày khai trương hả? Dạ. Ý tưởng gì vậy? Dạ. Vô phòng. Muốn gì vô phòng nói. Anh ngồi xuống đi. Anh ngồi xuống đây. Anh nghe em nói nè. Bây giờ anh phải nghe nha. Cái ý của em nó là... Em đồ nhỏ nhỏ thôi. Biết đâu ta dắt mặt rừng. Biết đâu hai con chuột cái á, nó đang áp sát lỗ tai vào cái cửa của mình. Ha. Hoặc là nó đặt máy nghe lén để coi mình nói cái gì, sau đó nâng cấp nghề của mình. Ủa, mà nghề của mình với lại nghề của nó cũng giống nhau mà. Nghề neo mà. Cho nên... Ủa? Ủa sao anh nói mà cũng như không nói vậy ta? Ờ. À, không phải. Không phải cấp nghề. Mà là ăn cắp ý tưởng của mình. Trời đất ơi, giờ sao? Trời ơi, giờ bỏ ra mấy triệu đồng mà giờ cái hoa thính tai này bây giờ nó thành cái hoa lãng tai rồi, không biết làm sao đây nè. Em không cần biết nha, em đưa tiền cho chị tốn tiền tốn bạc lắm á. Bây giờ bằng cách nào đó chị phải lấy một cái thiết bị nào đó để em nghe lén được. Em cần biết đối thủ của em nó bàn tính cái gì. À, bây giờ chị nào có cách. Cách gì? Phương án này rất là hay. Mình sẽ quyết định lấy một cái điện thoại để mà nghe lén. Nhưng mà bằng cách nào? Cách đó là cách nào? Từ từ em sẽ biết. Ok. Bây giờ theo ý của anh á thì cưng cũng vô toilet đi. Ủa em đâu có mắt đâu mà vô toilet làm chi? Thầy hiểu lầm rồi. Ý anh nói á, cưng vô toilet để cưng bàn bạc nói chuyện với number one. Nói chuyện với mẹ cưng đi. Bây giờ em hỏi ý của anh. Anh ok. Nhưng mà number one mẹ của em không ok. Kết luận no ok. Cũng như không à. Ừ. Cho nên nghe lời anh, hãy vô toilet đi. Nếu cần thiết anh sẽ dán cửa toilet lại. Dán bít bùng lấy keo, dán bít bùng cửa toilet lại luôn. Ủa anh dán làm gì? Để em khỏi ra. Trời đất ơi. À mày. À, phải cái gì đó. À để đừng có lọt tiếng ra ngoài. Đừng có lọt tiếng ra ngoài. Biết đâu bọn xấu nghe được thì sao? Hiểu không? Alo. Alo. Dạ đó. Xin lỗi cho em hỏi, anh có phải là Tommy Nguyễn không ạ? À? Dạ dạ đúng rồi, tôi là Tommy Nguyễn ạ. À. Xin lỗi ai vậy ạ? À? Dạ em là Lễ Tân ở dưới khách sạn đấy anh. Dạ dạ chào chị Tân. Dạ. Anh ơi, anh có một cái bưu phẩm từ xa chuyển về đây cho anh, mong anh xuống nhận gấp ở quầy Lễ Tân anh nhé. Dạ thưa chị Tân. Tôi đang bận quá, có một chuyện gấp. Chút xuống nhận sao nha chị. Bây giờ tôi hỏi anh là anh có nhận hay không? Nếu anh không nhận thì tôi trả lại nơi xa đấy. Tôi nhận.
Happy, cô làm gì phòng tôi? Tôi đi kiếm đồ. Kiếm cái gì? Tôi phòng của tôi mà cô kiếm cái gì hôm nay? Tôi kiếm đồ. Thôi tôi kiếm đồ tôi đi về nha. Khoan, đừng lại. Sao phòng cô không kiếm? Cô kiếm phòng tôi. Tôi đi kiếm đồ thiệt mà. Em kiếm được đồ chưa? Dạ em chưa kiếm được, về phòng kiếm. Dạ, đi về. Dạ. Đi đâu? Hả? Hai người hành cùng mờ ám nha. Hai người kiếm gì? Kiếm gì phòng tôi? Đi kiếm đồ. Kiếm đồ phải không em? Đúng rồi. Hả? Trời ơi. Sao xuống dưới lấy. Hai người thật là quá đáng ha. Dùng chiêu địa hổ ly sơn ha, với cái giọng hú hồ này ha. Định đánh lừa tôi hả? Tôi khùng nhẹ chứ đâu có điên đâu. Thôi không có chuyện gì, tôi xin phép tôi đi về nha. Đứng lại. Hai người phải trả lời tôi biết. Hai người vô phòng tôi làm cái gì? Tôi đâu có làm cái gì đâu, bây giờ tôi đi về nè. Không cho dây, phải nói là đứng lại. Nè, có ông biết nha, ông mà đánh tôi, tôi bullet tới hốt liền á. Chắc chị sợ quá hả? Quánh hả? Quánh gì? Quánh.